Hello các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh điện tử Audio Hành Nguyễn Đại Dương. Trước mắt các bác là một bộ ngoài lung linh và đẹp mắt. Bộ ngoài này Hành Nguyễn ghét cho bác sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm một mic Motivity K650, một dòng mic tiền quýt chính hãng cho giọng ca bay bướm nhẹ nhàng thanh thoát, một quản lý nguồn JBL S668 quản lý toàn bộ âm thanh, một chiếc lưng tiếng CB800 và một chiếc vang vua DB Acoustic S700, một cung đẩy đẳng cấp Motivity MTV 850 bản nâng cấp, trước là 800, bây giờ nâng cấp thêm 50W nữa nhá. Nữa cho một kênh. Tức là cụ thể này như công suất ghi là 1.2816 1.700W tổng công suất. Và anh đang ghép với đô la B&B 2.000 dây xịn sò, vãi xịn của anh tiếng như bom, ghép đánh lanh canh, lách cách. Bạn phải nghe tiếng bát này. Đấy. Và anh đang ghép với quả súp Motivity đẳng cấp này, tiếng của anh như bom. Bạn nghe hay chưa? Tiếng hài hòa trong trẻo, quá hay. Thì với công hình này là Hành Nguyễn xét cho bác sinh với 4 chế độ. Chế độ 1 bác nhá. Chế độ 1 ấy là tiếng mic của nó này. Bác nhìn vào đây điểm khiển này. Chế độ 1 này là chế độ tiếng mic nó vừa tầm, 2 là mỏng, 3 là tép kèn, 4 tép kèn. Và đây là to nhỏ nhạc bác nhá. To nhỏ nhạc này, to nhỏ mic này, phòng vào này. Đấy, nhảy chạy nhiều. Tóm lại đây là điều khiển rất hay anh em nhé. Tiếng mic nó trong trẻo, trong vắt, rất hay anh em nhé. Một công hình lung linh đẹp mắt, toàn đồ xịn sò chính hãng luôn. Dùng lâu không hỏng, dùng lâu không chán, mà càng dùng càng thấy hay. Đây bác phải có để của anh súp đây. Đây tôi nhỏ súp bác nhá. Thì với tôi này em để bác ấy, cái tiếng mic là khoảng 25. Và lúc này nút chỉnh chỉnh bát, tép. Đấy lúc này giữ nguyên. Ê, súp thì bác đây là nút cắt bác nhá. Cắt súp ấy, lúc này nút to nhỏ, súp bác chỉnh sao phù hợp với nó full, để to nhỏ nhạc này. Đẩy em đánh dấu bác và chỉ cắm vào chơi thôi. Dây dợ đầy đủ bác nhá. Đầy đủ luôn. 1 2 4 6 7 8. 1 2. Quá hay, tay mic của nó đen quýt, mở chrome không bóng trong.